Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh V Channel. Thưa các bạn, trong cái video ngày hôm nay, V Channel sẽ giới thiệu đến các bạn những cái phần mềm cần thiết sau khi các bạn cài đặt xong cái hệ điều hành Windows 10. Thưa các bạn, sau khi các bạn cài đặt cái hệ điều hành Windows 10 xong thì cái máy của chúng ta nó trắng trơn, chưa có cái phần mềm gì cả, ngoài cái phần mềm cơ bản của Microsoft ví dụ như là là cái trình duyệt Microsoft Edge. Đấy còn lại là chưa có gì. Thì với một cái máy, một cái máy tính thì những cái phần mềm cơ bản nhất uh, sau khi cài đặt Win lên thì những cái phần mềm cơ bản nhất mà chúng ta cần có là những cái phần mềm thứ nhất là cái phần mềm cái bộ gõ tiếng Việt và các cái phông chữ kèm theo. Thứ hai là cái phần mềm giải nén, nén và giải nén. À, cái thứ ba là các cái trình duyệt web thì ngoài cái trình duyệt web uh, mặc định uh, Microsoft uh, Windows 10 nó tích hợp vào đó là cái Microsoft Edge thì nó còn rất nhiều cái trình duyệt khác như ví dụ như Chrome, Firefox, hay Cốc Cốc và nhiều cái trình duyệt khác. À, cái thứ tư là cái phần mềm cái bộ phần mềm Office để chúng ta có thể soạn thảo văn bản hay là làm các cái bảng tính hoặc là các cái file trình chiếu như uh, cái bộ Office bao gồm Word, Excel, PowerPoint và nhiều cái cái, cái ứng dụng kèm theo nữa. Cái thứ năm là cái phần mềm download tức là cái phần mềm tải hỗ trợ chúng ta tải những cái file nặng về. Ví dụ chúng ta tải những file nhẹ thì không sao nhưng nếu như tải các cái file nặng thì nếu không có cái phần mềm hỗ trợ download thì nó tải rất là lâu. Vậy cho nên cái thứ năm là cái phần mềm download. Cái thứ sáu là cái phần mềm đọc file PDF ví dụ như cái Fox Reader hay cái Acrobat Reader đó là những cái phần mềm đọc các cái file có đuôi là PDF và cái thứ bảy là cái phần mềm xem phim thì cái phần mềm xem phim thì 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 nó có rất nhiều cái phần mềm nhưng uh, uh, ví dụ như cái phần mềm uh, color Code chẳng hạn hay KM player thì những cái phần mềm này nó sẽ đọc được rất nhiều nhiều cái định dạng khác nhau chứ cái phần mềm kèm theo của Windows thì Windows Media Player thì nó sẽ hạn chế nó sẽ đọc được không hết được những cái đuôi và có một số cái đuôi là nó không thể đọc được thì chúng ta cần cài thêm cái phần mềm xem phim và nghe nhạc nữa. Cái thứ 8 là cái phần mềm diệt virus thì cái phần mềm diệt virus nó rất là quan trọng. Uh, với cái um, các cái máy tính của chúng ta thì khi uh, cài Win xong thì uh, Win 10 xong nó có tích hợp cái Windows Defender nhưng cái phần mềm này nó rất là hạn chế, nó không um, chuyên sâu, không chuyên dụng như một số cái phần mềm diệt virus khác thì chúng ta cần cài cái thứ 8 đó là cái phần mềm diệt virus.